tiếng, bài thứ tiếng. Xoay. Xoay. Nhưng em thấy hôm nay chị với cái outfit này em thích không? Không. Tiếng, em thấy chị outfit này em thích không? Rồi lần đầu tiên Misty đi show của Đỗ Long. Đúng vậy ạ. Rồi sao? Hôm nay em được mặc đồ gì anh? Em muốn sao? Em muốn đồ gì? Em muốn đồ ngắn hay đồ dài hay là muốn lộn lồng lộn lên? Anh thiết kế mà anh. Rồi. Cho nó chấn động. Anh nghĩ là anh sẽ đưa cho em đồng ngắn. Trời ơi, tại vì đồng nó nữ tính quá thì anh sợ không hợp với em đúng không? Ừ. Anh nhìn em lạ. Anh nói anh nhìn em khác lắm. Không, tại vì hôm bữa đi đám cưới ai bên tú là em make up cái tông rất là đu jean đó. Hôm nay em cũng make up đồ jean. Đó, là hôm nay em rất là sweet tie, em không nhận ra nè. Anh nghĩ là em nghĩ là đó, em hỏi banh thôi. Trời ơi. Chết em luôn á. Tại vì khó quá, đây là một thử thách khó khăn cho nhà thiết kế Đỗ Long quá. Tại trước giờ là toàn là thiết kế cho mấy bạn mặc đồ rất là nữ rất là đẹp rồi. Bây giờ một người mà khiếm khuyết quá nhiều chỗ như khiếm khuyết. Ý là kiểu bị mập nè, bị lỗ tay, bị lâm la. Rất là xinh. Thấy cho nó qua màu đỏ hả? Red hot tại màu đỏ hay là em muốn đổi red hot đi muốn thấy đi. Đỏ đỏ đen, kem đi anh. Màu đẹp luôn, cái này được không? Mới thấy nhà màu này được không? Ủa, màu này không đẹp hả chị? Này được không? Trời ơi, màu này dữ. Này đẹp. Cũng ok á. Ừ, hôm đó mấy mấy chắc dữ lắm mấy giờ tao đỏ đó. Người ta mà. Nhưng mà em muốn em không em quá mờ nhạt em nghĩ chưa? Ôi về đó đi em. Ôi về đó. Bữa đó để em giống với chị Thái Lan quá thuê chiếc xe cấp cứu. Hôm nay mày mặc đồ gì? Để tao coi. Ghê quá à. Sao chú đây mặc gì vậy? Nó mặc đồ gì rồi? Rồi, hồi nãy sao mà? Linh Vũ là phải hở rồi. Ủa đâu ra cái hở cái gì ta? Chào anh. Ngồi đi nè. Làm rõ đi, mặc rõ đi cái thi. Dạ em thử bộ này thôi, em thử bộ đó. Rồi, em thấy bộ đó hợp nhau, nghe đó. Ủa là bộ này chị đi mặc hả anh? Ừ. Trời ơi. Em thấy như hai giọt nước luôn á. Không thể phân biệt được đâu là em đang luyện tiên luôn đó. Chị khác mỗi cái đầu thôi. Dạ đúng rồi. Sao ý em lại em cảm thấy em đang mất tự tin hơn sao? Không, em không thấy em mất tự tin, em thấy khó đi nên ạ. Tại vì em không có đi đôi giày này nó rộng quá. Mà sao ý là em phải tập đi thôi. Em như thằng anh hả? Không. Ủa em... cái đồng này ngắn là nó cũng dễ đi rồi đó. À vậy hả? Ừ. Đây là bộ 1 nha mọi người. À đây là bộ 1. Lúc 2. Là đó em thấy bộ đồ đèn sáo rồi nè. Em á. Hay là thấy như trời hành với cái đồng này. Em thôi em hơi ngại, em nghĩ em sẽ mặc màu đỏ. Ừ. Rồi cái này là em lên sao đúng không? À, hôm nay mang cấp đồ jean giống như bữa mình đám cưới vậy đó. Nha anh, đồ jean tóc dài rồi dữ dội đó. Rồi, bữa cái này lên sao đúng không em? Có cần nói gì không hay là đổi bộ đồ kia rồi đó? Không, thay đồ kia đi. Rồi, cái này bộ này chốt đồ này. Chốt. Rồi thay ra nhanh lên. Trời. Nè phải chốt cái này. Sao mà một giờ một vòng vậy? Đó, hãy vô em. Đối cảnh đi thì. Trời ơi, cỡ này anh ơi. Trời đất con. Cỡ này không á. Phải lướt lướt rồi thôi. Ngọt quá. Vâng à, quay chim đi ạ. Ấy chị nên chim ba đi của tôi. Dạ rồi mình chung. Rồi đứng ở bậc đầu tiên thôi. Rồi đứng bậc đầu tiên thôi, Ok. Cộng một tám nữa nha, cộng một tám nữa. Hai người đứng. Đứng dán đi một nha. Hello mọi người, chị là tiên đầu ngoài đời. Ôi, em thấy chị đầy quá, chị đẹp quá, hàng nhan sắc cũng biết. Thì không có rồi kìa. Em thấy chị đi kia mà em xỉu luôn á. Đẹp quá. Hôm nay là chị đóng vai tiểu thư nha. Tiểu thư, vô vai tiểu thư. Cái layout cái vai bờ này, cái layout này là tiểu thư. Vậy là em không có được chọc để cho. Đúng rồi, chọc, em chọc là em chọc là nó ra cái chắc bến xe liền. Chào quá trời luôn nha. Ép ngửi chứ. Chứ bây giờ mọi người đầu vô hỏi mình hiền, thật sự là mình hiền, mình thắng ở đó chứ. Khổ chứ không.
you look so beautiful. Oh my god. Sao? Hồi nãy không nhận ra chị hả? Oh my god. I don't. Bảy thứ tiếng, bảy thứ tiếng. Sway. Sway. Trời ơi, trời ơi, thôi kìa. Hello mọi người, cái DM em nè. Hello nha. Sao mà cho chị xin phép nha. Em biết mà. Đó. Ok. Không cảm gì, nhưng mà đồ hôm nay đồng cháy quá. Quá cháy. Ê, chị lấy cái bộ này, cái bộ thử nè. Nhưng mà cái này của chị nó tới đây rồi. Vì mắc cướp. Dĩ nhiên bị gạch vào cái tuyến khác quá. Chiếc đèn. Cái đèn này lẫn lộn đi. Lẫn lộn luôn hả? Cái gì mà dữ vậy? Mà sao em vô trước? Tại vì bây giờ em ở phương vị khác. Em chẳng muốn nó bắt cảnh với người thương những người bạn ngày xưa cùng bỏ chữ vô mở. Wow. Em đang ngày nào tao thấy mới làm MC vậy? Gì vậy? Tuần bị hay luôn. Em nói là MC đâu. Hôm nay em trình diễn. Hôm nay trình diễn. Hôm nay trình diễn. Hôm nay trình diễn. Hôm nay trình diễn. Chị Di bị ảnh xích lên chút. Cho gia nhân thứ 10 được không? Đi, tôi là gia nhân thứ 10 nha. Tôi là gia nhân thứ 10 nha. Đó, có nhà. Ở đây là lúc. Cô ba trà. Hồi nãy tao mới thấy chị Ngọc Trinh xong nha. Ừ, mới chị Ngọc Trinh chỗ nào mà mày đòi là ba trà hả? Nhưng mà biết đâu, ba trà này hồi xưa gánh nước á, cho nên phải đồ. Đây, gánh chung chỗ. Nhưng mà không quen hình ảnh này nha. Sao vậy? Không quen, thích. Không được hả? Mèo quá. Biến nè. Đồ này gánh chung quá đây chứ. Nhưng em biết hôm nay chị với cái outfit này em thích không? Không. Tiến, em thấy chị outfit này em thích không? Quay chụp với em. Tại bình thường á thấy là mặc áo phông rộng mà đâu có biết mà nó cũng phì nhiêu gì đó. Ê, cái từ đó nặng nha. Ủa dạ, cái sạc phạm không? Đúng rồi, sạc với một sạc bi, cái từ đó nặng quá. Cái điểm bên chúng ta cùng chờ đón chị Phước Hiền. Ơi, sao? Hôm nay con giáo layout gì vậy? Do layout giai nhân nè. Giai nhân? Ừ, giai nhân đó. Cái này là cái gì vậy ạ? Sachet. Hôm nay em nhớ mà. Yeah. Nhưng mà hôm nay cô giáo ơi, tôi thấy hôm nay là gói thưởng của cô giáo là một cái display lắm đó. Giáo chặt lại không? Chặt được chứ sao? Chặt được không? Tự tin đâu? Được, tự tin chặt chứ. Đẹp chứ. Hôm nay em thấy chị sao? Hôm nay là khác quá. Khác thì không quen, không phải chơi, không phải biết thi. Vòng nhập. Cô là ai? Cô giải thích đi, cô là giả dối thôi đúng không? Còn tên thôi đúng không? Tại vì anh nói là anh thương tôi. Đâu anh tin anh đâu. Nhan Châu. Anh nói bằng miệng đi. Miệng lúc nào, thời điểm nào. Ông Thành, ông Thành say. Ngày 12 tháng 11 bạn không uống rượu. Ông Phạm không bao giờ, không bao giờ uống rượu. Anh say tình. Anh ấy không say tình, anh ấy say. Say cô hả? Chúng tôi đang chờ đón sự xuất hiện của bây giờ con này có đeo được giám đốc marketing Lotte Saigon. Tâm chút đây. Có cả đây. Ủa? Em kìa. Ủa? Nào. Ui ui. Ui. Nè, khác không? Bình thường em thấy đâu có đâu. Ủa, là mới, mình mới. Không có đó. Thế lạ nha. Em có thể gửi cái gì khác cho chi anh đến nhãn hàng. Tôi chưa. Vâng ạ, em cảm ơn anh Đỗ Long đã thiết kế ra một bộ váy push up những thứ không có, biết những thứ không có thành những thứ có. Lạ nha. Mà dạo này là khi là hay là bây giờ nó mới dạy gì ta? Cái gì? Nói chung là chị đi mình thấy là càng già càng xinh nha. Mọi người nha, được đấy. Thôi được, có cái sự mà demo ở trên TikTok thì thôi rồi. Chị demo chứ, chị demo đúng rồi, có demo. Chị demo nhẹ. Thôi em ơi, em đừng có khen chứ, em khen là chị đứng với em là kiểu bị nó xu ấy, em hiểu không? Em đâu, nãy giờ em chưa nói gì mà. Còn bây giờ trên hàng đỏ chưa nói gì mà. Cái ngân hàng chị được chờ đón sự xuất hiện của Hiếu Son. Thay vì em nói em sẽ thể hiện ánh mắt vậy. Founder của ấn phẩm Luxury Man. Mới học diễn xuất là em. Mới được 3 ngày à, được chị. À, được, ok. Chị thể hiện lại ánh mắt cho em đi. Không phải đâu. Phải. Còn mà. Nhưng mà vẫn cao như vậy nào. Uống rồi mà chứ cái gì mà sắp dữ vậy? Chưa giờ nhìn thấy hình tượng này. Hôm nọ không phải hình tượng này chứ, hiểu không? Hôm nọ là mà tự make up em ơi. Hôm nay là có... Hôm nay tôi bị sốc vi sữa. Có nhân phụ trợ.
không? Em đi một vòng em cứ hỏi tất cả mọi người là bản thân em sao? Là em chỉ là con người em nhận muốn nhận những lời khen của chị. Chị thấy em không có quay không? Chị thấy em không ok hả? Không, em không. Không, cắt quay hả? Ai gì hả? Tôi vẫn còn cái story Hà Môi ôm Emma và nói em yêu chị. Bây giờ Hà Môi nói với tôi là Hà Môi chỉ có tôi là người con gái duy nhất. Sao bạn Emma cũng đẹp em? Không có, chị hơi chắc đi cuộc đời luôn. Chị không xếp chị nhờ thôi được rồi. Cái này nhưng mà vẫn bị nghiệp quật, nhưng mà anh ơi, đây là có cái nghiệp quật đấy. Nếu em nào là nghiệp quật thì anh đang là sắp xuống địa ngục rồi đấy. Không, anh là anh đang không có thể ra đi làm gì hết, không có lịch. Thời gian quá. Phạm thoại cùng bây giờ chúng mình có nhau. Ê chị, ra thôi, ra ba hai. Ra đó đi, bà ra đó. Cảm ơn nha. Cái gì vậy? Bất bờ. Yêu nhau, giận nhau. Một giật giấy đất. Ê. Đây, cho biểu tam. Năm tay. Hôm bữa anh vừa cái dẹp bánh tráng rồi để chị thấy em đi nghe mà chị bị em thờ thôi chứ chị. Để ngày hôm nay mới có thể trình bày được với tất cả mọi người. Xin chào mọi người, đây là